chú mày ra. Tao bị chết mày rồi. Ê. Ông nghe không? Nghe không? Mày ép nó ra cho tao. Mày chồng được tao. Chúa tể ở vùng đất này. Đi. Đi. Đau quá. Lên cây mà tao rơi xuống tự do. Mày không có đủ đâu con. Thằng xác này của tao và thằng xác này bỏ lại trên mảnh đất này để leo tao. Chắc là chỉ có nghĩa tạm thời thôi. Nhưng mà họ bây giờ mình đang cần giúp họ, bây giờ mình dán cái này họ xuất hiện là sao? Bởi vậy thì vấn đề mình chắn là tạm, họ không quý phá mình thôi. Bây giờ nếu mà có vong linh nào khác cần giúp đỡ thì cứ hiện diện ra cho con thấy đi. Thì con sẽ dỡ nó bộ xuống và cho các vong linh hiện diện ra. Thì bây giờ nếu mà các vong linh nào đang ẩn khuất bên ngoài thì cần sự giúp đỡ của cậu cháu chúng tôi thì cứ mạnh dạn miệng diện ra, thì chúng tôi sẽ có một cách nào đó hoặc là tìm hiểu thêm về vong linh bị lý do vì sao mà mắc có cái nỗi oan khuất như thế nào, thì cậu cháu cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho. Cái nào thì tôi biết thì tôi chỉ dẫn, mà cái nào mà vong linh cần thì tôi sẽ cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu và những cái điều mà vong linh chưa, có nghĩa là vẫn còn mong muốn mà chưa thực hiện được. Thì bây giờ rất mong là vong linh, nếu mà ở đây có bao nhiêu linh và những vong linh nào thật sự có cái tâm mong muốn giải thoát thì hãy ra đây đi. Cái lồng cháy luôn rồi. Cái này lỡ rồi. Có vong linh mạnh lắm tú ơi. Kìa. Mày làm sao? Mày không làm người. Tôi chào mẹ. Mày hả? Tao cũng hỏi mày nè. Tao cũng hỏi bao nhiêu lần rồi. Cái lũ này kìa để tao sang ví. Mày muốn giúp mà. Mày giúp cho bản thân mày kìa. Giúp nó đâu. Mày ra đây. Có ghê nữa đâu. Mày không được tồn tại nào đâu. Yeah, you know. Come on, what I want to do.
Chứ mày khô xuống. Mày nói đâu mày? Nói đâu? Bắt nó. Lỡ thằng đọt cây. Chỉnh tao xù nó xuống. Cho nó biết thế nào là linh hồn. Mày không có đủ đâu con. Thằng xác này của tao. Và thằng xác này bỏ lại trên mảnh đất này để làm tao. Hai con cháu tao thì mày không vĩnh viễn hơn người thi sinh đâu. Mày hãy nhớ đó. Tao đã toàn xem sánh. Kiếp này tao làm chúa tể ở vùng đất này. Đi! Đi! Tao nhắc xác này lên cây và tao rơi xuống tự do. Tuấn ơi! Trời trời chết rồi trời! Tuấn ơi! Quăng cái cành cây xuống rồi. Cậu ơi. Cậu à. Cậu. Ông nghe không, nghe không? Mày ép nó ra cho tao. Mình trong đường tao. Được chưa? Sao rồi? Đau lòng quá. Cảm giác như đau rồi nữa. Cái gì trong mình tao nóng gắt quá. Cái tụi da hết rồi ạ. Ôi em ơi em. Được chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Còn gì nữa không? Còn. Mày mệt mày. Nó còn đâu đây nè. Ông ngồi im đi. Sao lưng? Sao lưng có một bàn tay. Cái gì vậy? Cái gì mà? Khó chịu mình lắm. Tôi ra đây hả? Không phải ra còn, nhưng mà có cái gì đó. Chứ nó muốn, vẫn còn muốn giữ tao.
Đây tôi quất đây. Ngồi không thấy nữa. Ổn chưa? Ra khỏi ông sắp mày được thì mày chính là người phải chết. Chú hả? Tao cảnh cáo hai thằng mày bao nhiêu lần rồi? Cứ mang đến đây đi đập mạng à? Hiểu rồi. Móng quỷ à, mày đừng để tao tóm này. Cái móng quỷ của mày à. Mày tự bóp vào ngón tay chỏ thứ cái bàn tay trái của mày đi, tay phải của mày đi. Nó vô từ hướng đó đó. Nghe là tao. Nè, thấy gì chưa? Tụi mày cũng chỉ là tại sai của hắn ta thôi. Đừng có vội đắc chí và rẫy rồi sau này chính các ngươi chịu lấy những cái khổ hạnh hiện tại đó. Ơn với nghĩa, các người không được hy sinh là đúng. Cho các người bên cạnh người ủng một kiếp người. Cái gì vậy? Đừng có. Ơi, có sao? Còn phải ép ra luôn mới được. Còn cái gì đó trên lưng tôi. Cái ép luôn mới được. Để đó một hồi là nó lại tiếp tục vào trong. Qua lại đây. Niệm lại ra. Niệm lại ra đi. Niệm lại ra đi. Lại ra đi. Lại ra đi. Đang cố gắng chim chim mình ra rồi. Tôi vẫn cảm giác có một cái làn nó chạy lên sống như vậy. Tôi đến. Bà con đừng nhích. Đừng. Các bạn có ai đang gì? Xây cái lưng lại xem. Trời. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái này chắc. Khoan, gắn nha. Cái gì vậy? Rồi. Nam mô Di Phật. Rồi.
Ác giả ác báo. Rồi. Chính là con quỷ đốt lá bùa. Ừ. Có nghĩa là một con quỷ già. Sao nó mạnh dữ ta? Bắt ăn hồng không lên thua luôn á. Không, 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 không. Sao? Ngồi kia đi, tính rồi đây. Quá trời cũng dữ rồi. Ở đây một hồi nó tìm chết luôn á. Được, được, được. Người chúng đâu? Người chúng với chân. Nè, chậm chậm đây. Ở đâu rồi? Nghe tiếng không thấy. Người cũng đâu? Nghe tiếng không thấy. Người cũng đâu mẹ? Đó, trước mặt kìa. Đi vào, đi vào, đi. Gì không nổ. Công nhận nó dữ vô cùng. Mô Di Phật. Sao gió nó lên dữ vậy? Ê, coi ngó kỹ kỹ nha. Đâu rồi? Cẩn thận đi. Coi nhìn nhìn có ai không á? Một lá bùa trắng, một lá bùa giống như là hướng chợ đưa đi vậy, mở đường cho đi vậy. Mà giờ phải sử dụng những lá bùa đó để chống trả họ để... Chứ mà nếu mà cứ như vậy hoài thì không chịu nổi đâu. Sức nào mà chịu nổi. À, nó bẻ tay, tao tưởng đâu nó lìa là lội vô luôn rồi. Nó nhập vô quýnh tôi quá trời. Quýnh nào? Nó nhập vô ông quýnh tôi quá trời. Nó kêu hai con ông bà trắng ra quýnh tôi nữa. Lôi tôi đi. Ủa mà sao tháo dưới cái đường nước vậy? Cái đường suối gì? Tôi nghe nó nói á. Nó bắt mình tôi. Nó nghe nói là sẽ đem cái thằng xác ông lên đọt cây nó quăng xuống. Rồi trong khi đó là hai con quỷ kia giữ tôi. Là tôi nghe một cái phịch. Tôi nghe ông la cái là cái phịch là thấy nằm như đó. Mà không biết từ đâu nó xuống thì không biết. Nhưng mà hai con quỷ nó sợ quỷ lắm. Cái bà giữ ở trong gốc cây ba cũng sợ lắm. Gì hả? Ừ. Vậy ông này là ông nào mình đâu có từng thấy đó. Không thấy, nhưng mà ổng lại gốc, tôi nghe ổng lại gốc cây ổng nói chuyện với bà đó. Đó ổng nạt nộ bà kia dữ lắm luôn. Bà kia không có dám hói gì luôn á. Mà bà kia mình cũng đâu chưa từng mình thấy gương mặt bà thôi, nhưng mà bà chưa từng ngoài. Thấy được cái cơ thể và chỉ cái mặt bà già nua nhăn nheo và nanh ruốt rất là dữ. Nhưng mà ổng nói một câu ở đây á. Là ổng đang là kiểu như là vua ở cái mảnh đất này. Có nghĩa là thuộc về quỷ dương hay sao đó. Là không có cái vong linh quỷ dữ nào dám kiểu như là tác động ổng hết trơn. Ổng nó chụm đây. Cái gì? Ê. Lạnh gì? Không có gió mà. Hết gió rồi. Mà cái hơi lạnh này không phải là gió. Nó lan tỏ gần gần đây ta. Yeah.
thì gió hù 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 mà lạnh mà nhắn đủ ho bình thường. Ừ, tự nhiên cái không có một miếng gió nào luôn á trời. Thì... ngưng gió nhưng bật thẳng giống như từ chưa từng có gió mà lại nghe hơi lạnh. Ngày mắt hết cái gì hết hết rồi. Kỳ thật mà bây giờ cái bữa nào mà bả ra đem ta mấy bà đó. Quá gặp dòng nó quýnh nó bẻ tay, tôi niệm chú nó bẻ tay nó lội tay luôn, nó bẻ tôi đang niệm chú thì nó nắm nó bẻ luôn vậy đó. Lúc mà tao ở dưới đó tao biết là tao cũng niệm chú dữ dằn á, là ba của mày chú luôn mà không có bài chú nào mà vô được hết chứ. Bởi vậy tôi niệm quá trời niệm mà ông cứ là nắm tao tôi bẻ nghe, bẻ tay đi không có niệm được luôn. Có nghĩa là những cái bài chú của mình đã không từng có... đọc những con linh khác là không có tác dụng gì thì đó. Có nghĩa là đối với ổng thì giống như là bình thường, không có gây một cái sức ép gì giống chứ. Bao nhiêu mình lần mình đến là gần đây nhất thì phải nói là nghe tiếng chân từ trong đi ra đúng không? Chắc vậy á. Mày tiếng hu 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 không mà không đem có gió, giống như cây đọc cây đâu mà xào xạc á mà đây không có gió nó nhắc nổi lên từ từ mà lạnh quá. Lạnh gió cũng như mà lạnh quá nổi da gà lên luôn nè. Sao cái chỗ này nó rác vậy ta, bị gì ta? Đâu có rác cái này nè. Mình tính sao ta? Bây giờ ông này xuất hiện rồi, hai con cháu bao nhiêu chồng không có lợi ông đâu. Chứ sao? Căn thể mình ý là mình có bùi nhưng mà ông ra vô bất cứ lúc nào đó. Tôi vừa ép ông ra khỏi thân xác ông đã nhảy với tôi liền phải không? Thì khi mà ra khỏi tao, tao không biết là tại lúc đó mình không có không còn biết nữa, mình không biết là tôi biết là biết cái lúc mà kiểu như là nó muốn ra mà còn ở lại lúc mà ông làm cho tôi đó, lúc cảm nhận rồi đó. Lúc đó tao cũng vậy đó. Giống như là nó có gì gần mình chạy qua chạy lại cho lại hết chứ mình luôn giống như là đau đớn cái con gì nó chạy chứ. Con sống này chỉ là dọc. Đặc biệt là từ cái xương mông này mà lên tới gần cổ. Đây nè, thì lên xuống đây xuống này. Mà nó khó chịu cực kỳ giống như là đàn chiếm mà. Thì đó. Nó đàn kiếm đường nó chiếm. Thà mà vô luôn thì nó ngoài còn này nó giống như nó nữa vô được cũng được mà ra không ra. Cái đó mình không ép nó ra là cái người bị đó nguy hiểm. Ép nó ra mà được. Mà sao mà cái chú mình tuy là những cái chú của mình mà theo mình thấy những cái vong linh khác là sợ dữ dằn. Ép một phát là thì đó. Yeah. Con này sao mà nhưng mà cũng có dông là sẽ mình đặt chú nhưng mà không sợ lắm nhưng mà vẫn sợ. Bữa nay mấy mình chín mình chưa? Bữa nay chín âm lịch gì á, chín mười âm lịch gì đó, chín hay tám, chín hay tám không biết nữa, chắc là lối mùng tám mùng chín gì đó. Ừ. Chăng này nữa chăng đây nè, chắc qua mùng chín á. Có khi nào là đây tới văn gầm là có chuyện gì mình biết ổng đó. Ừ. Đa phần lại là... gì gác gác rồi vậy ta. Dạ. Chỗ dây này không có gác này. Có gì không? Không. Tại có tôi có cái hình bắt hình xăm này mình không thấy đâu. Có tôi gác gác này gác là kiểu như là bị phỏng. Có bị không? Có không? Không đâu, bị. Kiểu như bị phỏng hay sao? Bị phỏng hoặc là bị cái gì nó gác gác mà nó gác kiểu như là đi ra bị lột dây. Đi ra bị chắc da. Chày mà da mình không thấy được. Ừ. Hồi nãy vô cái tay coi là cái tay nhìn con đẹp này nhìn nè, nhìn con tay mày nè, thấy có gì đặc lè nào gì đó rồi đó thôi không ra đâu, không ra thử rồi coi như là mỗi cơ thể người tùy người mày họ vô cái chỗ nào họ vô đường nào nhầm một ngón này nè nhầm người vô đúng rồi đúng duy nhất có ngón đó đó. Có người á thì vô bằng đầu ngón tay, có người bằng chân gót chân nhầm như dòng chán nhầm vô nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt ít có cái vong linh nào dám vô đường chán, đường chán là khó vô nhất. Tại cái đường chán là cái hào quang của mình. Đúng mà. Rồi. Họ sợ. Tại thường cái người đó cái sinh lực nó họ yếu không. Cái gì lạnh tâm vậy? Sao? Có cái gì không làm gì đâu nhé. Gì? Cái tay này. Ơi. Cái gì? Rồi vậy. Nó vô mình mày hả gì rồi? Phải không? Ơi, hãy giống gì đó có gì gì cái tay tôi coi phía sau lưng. Ông nhìn phía lưng tôi coi.
đâu có thấy gì đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà ta không thấy cái gì anh vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà ta không thấy gì trên vậy? Tôi đâu thấy gì đâu. Ơi, cái gì? Hình như có người á. Hình như có người bên tháp lại nói gì, cái chuyện nó hay gì, tụi nó nói gì kìa. Phải không? Đó. Đám đèn rồi. Phải không? Đám đèn. Có thằng nghe. Đó, nó tắt rồi. Ừ, chết rồi. À, chú cần. Đây đây, tao gỡ cây này kìa, nè. Nè, gỡ cây kìa. Ok, rồi tao cầm đây. Để coi cái thằng nó đúng nó theo mình, nếu mà vậy là cái này nó ghét mình chứ không phải là cướp gì đâu. Mà nó ghét mà nó lấy đồ mình luôn. Thì đó. Nếu mà ấy có gì tao quăng cái này luôn. Nhắm lại không? Thấy quen, có cái bóng mà. Cái đường này nó hẹp quá, mình sợ đi nó hey, hey. Bất ngờ có cái bóng đen đi tới. Ôi, tôi nhìn vô cam nhìn mắt nó lạ thế đường. Mày đừng có nhìn vô ma vô đây. Có cái bóng đen này chơi. Bóng đen. Bóng đen đi tới. Đâu rồi? Nếu mà tụi mày anh hùng á, bước ra đây. Thì bước ra nói chuyện, đừng có cho cái chiêu mà nó pló mà làm những điều mà xấu xa. Tụi tao ở đây á. Nghe tiếng di chuyển rúp rúp. Phải kiếm cái cây nữa tao. Còn phải đẩy cái máy xuống lên luôn là được không? Được không? Được mà nó không có thấy được gì chứ. Thấp lắm. Thấp lắm. Bây giờ á, cậu cháu tới đây cũng là kiếm sống thôi. Cho mày á, muốn cái gì á thì anh hùng bước ra đây. Chứ đừng có đứng cái bóng tối mà cứ thập thò mà canh người khác không để ý rồi. Là những cái chuyện mà không ai coi gì. Mày đông mày sợ gì? Tới luôn. Mà chậm chậm thôi. Mà thấy cái bóng đen đen. Mà đâu rồi ta? Mấy tấm đèn từ ngoài cái đầu cua ấy. Mà tới đầu cua tắt rồi đó. Nó kệ đi. Bây giờ biết đầu nó. Cái khoảng nó không biết nó nhìn rồi thấy thì thấy. Mà nếu mày nói thì nữa mình đi ra ngoài ngoài nó thật chết rồi. Kép kích hai bên đó. Mình vừa tới đập ca cái là chết. Thôi đi vô kệ. Bây giờ mình cứ ở bên này đi. Đi vô tắt đèn. Đánh đi. Hồi ớn. Kì. Đánh đi. Đáng rồi. Mình ha rồi. Ê quay. Ê. Ê. Kìa kìa. Thấy không? Nó có đèn, đèn đó. Có đèn đó không? Mày muốn gì? Muốn gì ra đây? Đi ra luôn rồi mày. Đi ra luôn rồi. Ôi mày thấy hình như dán hai thằng vậy. Không biết nữa. Mày thấy cái đèn nó gọi thấy hai chân bốn chân được. Biết khỏe không? Không biết khỏe với tụi nó không hay là nhiều khi người khác. Có ai hả? Theo mình theo luôn nè. Ê nè. Nè. Ai đó? Ai vậy? Đây, thôi, nhiều khi kiếm cái gì á mày ơi? Phải không? Hay là nó đi hai thằng nó dụ mình đó. Nó còn đó.
mà mình làm cái đâu à. Cái gì? Con heo, nghe. Đó, kìa. Khoan, tôi bỏ máy xuống. Phù máu luôn đi. Đây đây. Quay lại. Quay lại. Cố tình theo tao, tụi tao rất là âu rồi nè. Hôm trước tụi mày chứ không ai. Tụi có gì không? Ai vậy? Tắt cái đèn đây. Tắt đèn. Rồi, một kiểu đây. Rồi sao? Ai làm gì mày? Ai làm gì mày? Rồi tao mày. Làm gì mày ra? Tụi mày sao bây giờ muốn gì tụi mày nói đi. Không có gì trời. Giờ mấy mày muốn gì? Muốn gì? Đi. Cái số điện thoại kìa. Cái số điện thoại kìa. Đập chưa? Ê nó còn đó nữa kìa. Nó còn đó nữa kìa. Nó còn ở đó gì? Kìa cái bóng này thấy không? Đã đứng đứng nữa đó. Cái tụi này chưa thấy nào nhai gì luôn á. Alo. Ờ mấy anh ơi, trong đây có mấy thằng cái gì nó ở đây nó chặn đường em hoài anh ơi. Vô đường vắng á, ừ đoạn đường vắng á. Mấy anh vô đường giùm em nghe. Mấy anh vô đường giùm em nghe. Không biết không. Điện thoại nó sống. Cái đèn của tao rồi. Cái đèn không tắt nước cũng đâu tổng rồi. Lấy. Cái này nó không đem luôn mày ơi. Dạ. Nó nhưng tao không đem. Dạ. Cái túi tao không mang luôn mà. Cũng ở nhà. Đem mất đồ tiền không? Mất đem theo. Còn tao tôi thấy còn cái gì á. Ờ cái bóng bóng đèn đèn đó. Không cây gì. Không kỹ chuyển kìa anh nội. Ở anh tôi lại giùm em anh ơi. Ở trong đây có nhóm nó chặn đường tụi em ở trong đoạn đường vắng nè, đường cùng á. Nó đâu đâu 4 5 thằng gì đó. Vậy thôi.
có đường này có đường mòn. Có. Cái đường mòn chạy lên cái đường mòn sai có đường mòn lên trên này về dần trên núi. Đây hả, tắt về đây. Cái cây này bỏ đâu? Cây gắn đó, dựng đó, cây gắn dựng đó đó. Là dựng đâu hả? Ừ. Dựng máy đó. Đi vô gì? Đi đi. Cái tụi này sao ngộ ta? Tôi sợ là chủ nhà, cái nhà vấn đề là chủ nhà là biết mình đang làm đây nè. Chủ nhà anh ta nói vậy mà vấn đề sợ. Khi nào làm đây ai ghét anh vậy không? Mà dụ làm đây cho thôi chứ. Mà ai ghét gì mà ví dụ như mà đâu phải cái nhà nếu nhà họ ta, họ là họ chữ mà đuổi mình đi rồi. Chỉ là họ nhà họ mà giống như là họ có vấn đề gì trong ngôi nhà này. Họ mà cho dù có vấn đề nữa mà nhà họ họ là họ đuổi mình à. Ừ. Họ đâu có để mà vậy. Không phải nhà của họ không có vậy. Mà ví dụ như không có phải họ 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 vô phải làm gì cho có công được. Mà nghĩ là mình đi đi. Đi dòng mình trên về đi. Dòng đường cái chỗ ngay cái chỗ dừng xài cộng bển đi qua cái hẻm núi bển á. Bây giờ mình thử mình đặt đèn lên. Mình bộ tắt đèn thử coi. Nó tự mình đi cửa nó có vô nữa không? Mình tắt đèn một xíu không đi. Mà mình bây giờ mình làm vậy không phải gì mà mình sợ nó nhưng mà làm vậy nó không có đáng được cái gì chứ. Biết là vậy rồi nhưng mà giờ mình đi biết đâu mình lên xe lúc đang lên xe lấy xe ga nó ùa tới làm sao? Nó làm sao trở lại được? Tắt đèn đó. Tắt đèn thử được. Mình không có mà tôi sợ mình ở cái càng lâu càng tốt. Không phải mình sợ nó mà mình biết rồi nhưng bây giờ mình lên xe mình dắt xe ra rồi nó biết xe mình đâu á. Bây giờ này thấy mờ mờ nè. Đèn lim lên này cái coi nó có còn không. Đi mày ơi. Gì? Đi rồi. Đi à? Bây giờ tôi thu luôn rồi mà cái đường này làm gì nó có lộ bộ được, nó có xe ở ngoài đó. Mà đâu có thấy xe gì ra ta. Thì nó có xe nhưng mà dạng như nó. Thôi. Bây giờ mình chịu thua nó đi, không phải mình sợ nó, nhưng mà mình còn cuộc sống mình còn nhiều thứ lắm. Mình đi đường bỏ đi, mình đi đường kia về đi. Biết rồi, nhưng bây giờ mình lấy xe ra rồi đỡ mình. Mình đi đường này nè. Biết vậy. Bây không? Giờ mày lấy xe đi, tao đứng đây tao canh cho. Được không? Chứ bây giờ mình càng lâu ở đây mình không biết gì nó làm liều hoặc là tại giờ đi mình điện đi. Đi. Thôi con về cái nhà. Đi về. Nguy hiểm quá ở đây ngay chỗ này luôn.